đứng ở vị trí thu xuất phát màu xanh đó chính là đội IHIV. Anh đội đã sẵn sàng chưa? Đừng ngó lên. Vâng, chúng ta đội đỏ. À rồi, chúng ta đã thấy tín hiệu sẵn sàng từ hai đội. Hai đội chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng rõ 3 điểm của hai đội đã được mở rồi. Thôi, phí xóa thử. Thời gian sắp hết rồi. 5, 4,